Hồ thủy điện Thác Bà ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái có 3 tổ máy, tổng công suất là 120 MW. Cao trình mực nước dương bình thường là 58 m, mực nước chết là 46 m. Tuy nhiên thời gian qua do khô hạn, nước hồ đã xuống dưới mực nước chết. Theo ghi nhận vào sáng nay ngày 11 tháng 6, mực nước ở hồ Thác Bà đã lên mức 45,7 m, tức là đã lên 26 cm so với thời gian trước đó, nhưng vẫn dưới mực nước chết 0,3 m. Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết, hàng năm vào tháng 2, nhà máy Thủy điện Thác Bà vận hành các tổ máy để tham gia ba đợt đồ ải vụ đông xuân. Sau các đợt đồ ải, mức nước hồ Thác Bà thường giảm rất nhanh. Tuy nhiên đến tháng 4, tháng 5 hàng năm thường có lũ tiểu mãn nên mức hồ được bổ sung. Tháng 4, tháng 5 năm 2023 không có lũ tiểu mãn dẫn đến lưu lượng nước chảy về hồ rất thấp. Đặc biệt trong tháng 5 năm 2023, Lưu lượng nước về hồ so với trung bình nhiều năm của tháng 5 chỉ bằng 40%, so với lưu lượng về hồ tháng 5 năm 2022 chỉ bằng 22%, khiến đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành phát điện. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, hai trong tổng số 3 tổ máy là H1 và H2 đã phải dừng hoạt động phát điện do không có nước. Mừng nước hồ xuống thấp trong thời gian qua cũng làm ảnh hưởng đến các hộ dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, vì nước cạn phải kéo lồng bè đi xa hơn dẫn đến cá lạ nước thiếu oxy sặc bùn bị chết hoặc chậm phát triển